Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Hôm nay tôi xin được chia sẻ về những giá trị mà bản thân tôi trên thị trường mấy hôm nay được liên tiếp các nhà đầu tư gọi điện và gì nhỉ? Và inbox hỏi về vấn đề này. Thì tôi chia sẻ với nhà đầu tư rằng ở trên thị trường không phải lúc nào chúng ta cũng phải tham gia và giao dịch, không phải ngày nào chúng ta cũng phải đánh, và không phải không có cặp này thì chúng ta qua chúng ta đánh cặp khác ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, bản thân chúng ta là những nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch Forex, chúng ta phải hiểu rằng đâu là những thời điểm, đâu là những giá trị cơ bản để chúng ta vào ra trên thị trường. Chính vì vậy mà gì nhỉ, hôm nay tôi mới vào lệnh để tôi gửi đến nhà đầu tư với những giá trị chia sẻ để nhà đầu tư hiểu rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn phải cần phải nhìn vào một thực trạng là gì nhỉ, các cái giá trị ở trên thị trường với cả những tình hình biến động ở trên thị trường để chúng ta đưa ra những giá trị riêng cho chính bản thân chúng ta, với cả những giá trị nhìn nhận, với những giá trị đánh giá và kinh nghiệm của bản thân chúng ta, thì chúng ta phối hợp, chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá và chúng ta có nên vào trong thị trường giao dịch hay là không. Thì tôi cũng chia sẻ nhà đầu tư trong một tuần qua vào ngày thứ ba thì tôi đã rút hầu như toàn bộ tiền của bản thân tôi ra khỏi thị trường và tôi không có giao dịch. Cho đến bây giờ thì tôi làm cái video này để gửi đến cộng đồng, để cộng đồng hiểu được rõ như là gì nhỉ, khi bản thân các bạn giao dịch ở trên thị trường, khi các bạn thấy rõ những giá trị mà khi mà thị trường mất thanh khoản như hiện nay, được gọi là hiện nay stress rất là lớn, và hiện nay chúng ta biết rõ là nhà thị trường đang gặp vấn đề đó là mất thanh khoản giao dịch ở trên thị trường, thì các bạn cũng không nên nạp tiền vào trong thị trường và cũng không nên giao dịch ra ngoài bên ngoài quá nhiều. Tốt nhất là các bạn nên rút khỏi tiền, khỏi toàn bộ các bạn nên rút tiền ra khỏi sàn và đứng bên ngoài, bao giờ chờ thị trường ổn định rồi các bạn, khi không phải là thị trường ổn định lại, là các bạn lao vào, các bạn chờ thị trường ổn định, và các bạn cần phải có thời gian để các bạn nhìn nhận, các bạn phải cần có thời gian để các bạn đánh giá và xem xét lại cả một quá trình những biến động ở trên thị trường, rồi thì lúc đấy các bạn mới có thể vào trong thị trường để các bạn giao dịch lại. Đây là điều mà tôi chia sẻ và tôi khuyên nhà đầu tư nên nhìn nhận và đánh giá cho thật kỹ khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, chứ không phải chúng ta cứ thế chúng ta lao vào, cứ thế chúng ta mở tài khoản ra chúng ta giao dịch. Xin lỗi nhà đầu tư, không có cái giá trị gì, lúc nào chúng ta cũng phải chăm chăm vào trong thị trường, lúc nào chúng ta cũng phải lao đầu vào hùng hục trong thị trường này để chúng ta kiếm tiền. Đây là vấn đề mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá và cần phải hiểu biết. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, mọi nhà đầu tư có thể hiểu rõ và nhìn nhận cho nó đúng. Nhà đầu tư phải hiểu rằng các kiến thức giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex, các phương pháp đều phải cần cả quá trình mà chúng ta phải trải nghiệm, cần cả quá trình để chúng ta va vấp ở trên thị trường, và chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta phải đánh giá và chúng ta phải thấy rõ được những giá trị này áp dụng vào trong thực tế của chính những người đứng ra chia sẻ trong suốt một thời gian dài ở trên thị trường. Có như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu và vận dụng trong thị trường thực tế. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn là những nhà đầu tư, các bạn hãy sẵn sáng suốt và để nhìn nhận và đánh giá, chứ không phải các bạn lao vào trong thị trường này chỉ với mục đích đó là kiếm tiền một cách vô tội vạ, mà chính bản thân các bạn còn chưa kiểm soát được mọi giá trị, chưa hiểu biết được về thị trường và không nhìn nhận được rõ vấn đề, thì làm sao các bạn có thể hoàn thiện được nổi kỹ năng của bản thân các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex. Kinh nghiệm có nhiều thứ, đó là nhỉ, kinh nghiệm chết ở trên thị trường, xin lỗi, kinh nghiệm chết ở trên thị trường tôi không cần quan tâm, và tôi chỉ cần quan tâm rằng kinh nghiệm nào có thể giúp cho tôi có thể tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex, đó mới là giá trị. Và kinh nghiệm giúp có thể tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex phải cần cả một quá trình, phải minh chứng vào trong thực tế, cần phải cả một quá trình theo dõi, cần phải cả một quá trình đánh giá và nhìn nhận, chứ không phải là nhỉ, một hai lệnh giao dịch ở trên thị trường, một hai cái hình chụp ở trên thị trường không có nói được giá trị gì ra ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ để cho nhà đầu tư cùng hiểu rõ, tôi chia sẻ để nhà đầu tư cùng nhìn nhận cho nó đúng bản chất của vấn đề. Á quân Forex, Rogue Trader hoặc là nhà bất kỳ một diễn đàn nào chia sẻ về giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này phải chứng minh được rằng bản thân họ giao dịch và thực tế vận dụng, áp dụng cái kiến thức mà họ chia sẻ đó vào trong thực tế, thì chúng ta mới có thể nhìn nhận, đánh giá rằng thứ kiến thức, thứ phương pháp đó là đúng, và người vận dụng, người chia sẻ kiến thức đó là có thể tạo được ra giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex.
Tôi mong muốn rằng gì chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư là sự nỗ lực của bản thân trung tâm đào tạo Forex để cho nhà đầu tư thấy và hiểu rõ về mọi giá trị trên thị trường. Các bạn nên nhớ rằng các bạn phải thích nghi với cả thị trường, chứ không phải các bạn bắt thị trường thích nghi với những giá trị của bản thân các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Các bạn phải kiềm chế được lòng tham của bản thân các bạn ở trên thị trường. Các bạn phải kiểm soát được chính bản thân các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này, chứ không phải khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn chỉ chăm chăm vào vấn đề đó là nhỉ, hôm nay có điểm vào hay không, có cặp nào để giao dịch được hay không, và chưa kiếm được ra tiền thì các bạn phải vào, xin lỗi cả các bạn, như vậy các bạn chỉ nuôi béo sàn và bọn IB với những thằng được gọi là gì nhỉ, ăn bám vào những giá trị mà các bạn đang đưa ra trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ lên đây, những giá trị chúng tôi đang truyền tải, mọi nhà đầu tư tự nhìn vào đây và đưa ra cho chính bản thân các bạn những giá trị để các bạn hiểu rõ và tìm hiểu cho nó đúng về con đường mà các bạn tham gia vào, đó gọi là đầu tư Forex. Các bạn không nên nhìn vào những giá trị được gọi là hơi hợt, những giá trị được gọi là bánh vẽ về lợi nhuận mà không có sự chứng minh ở trên thị trường giao dịch Forex này. Các bạn cần phải lưu ý rằng có năng lực thật sự thì bất kỳ thị trường nào các bạn cũng có thể tồn tại được. Có năng lực thật sự thì các bạn có thể kiểm soát được rủi ro ở trên thị trường. Có năng lực thật sự thì các bạn có thể kiềm chế được bản thân. Có năng lực thật sự ở trên thị trường giao dịch Forex này các bạn mới hiểu được để các bạn có thể tham gia vào hoặc là thoái lui ở trên thị trường giao dịch Forex. Khi bản thân các bạn không có được những giá trị này thì xin lỗi nhà đầu tư, mọi giá trị của các bạn chỉ là lao theo vào những biến động của trên thị trường. Đúng thì ăn rất ít, nhưng đến khi mất thì các bạn sẽ phải trả giá rất là nhiều ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, mọi nhà đầu tư tự nhìn vào đây và tự đưa ra cho các bạn những giá trị để các bạn tự đánh giá, nhìn nhận và xem xét lại cả một chặng đường các bạn đi qua. Và gì nhỉ, hãy hỏi tại sao có những người ta có thể chứng minh bằng thực tế, còn riêng bản thân các bạn tại sao lại không làm được những giá trị đó trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh bằng thực tế cho mọi người và cộng đồng nhìn nhận thấy rõ về những giá trị của kiến thức, của phương pháp và những giá trị áp dụng vào trong thực tế trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của website đào tạo Forex. Tôi chia sẻ về toàn bộ những góc khuất ở trên thị trường giao dịch Forex này, chứng minh cho mọi nhà đầu tư thấy toàn bộ những giá trị này trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Cộng đồng nhìn nhận thấy rõ về những giá trị của kiến thức, của phương pháp và những giá trị áp dụng vào trong thực tế trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của website đào tạo Forex. Tôi chia sẻ về toàn bộ những góc khuất ở trên thị trường giao dịch Forex này, chứng minh cho mọi nhà đầu tư thấy toàn bộ những giá trị này trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh bằng thực tế xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex để gửi đến nhà đầu tư. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, những giá trị tôi đang gửi đến nhà đầu tư là những điều mà mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và tự đưa ra các giá trị đánh giá cho bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng không phải lúc nào chúng ta cũng phải lao đầu vào trong thị trường giao dịch Forex. Với trong thời gian suốt nhiều ngày qua trên thị trường, rất là nhiều người hỏi tôi về vấn đề này. Tại sao đợt này stress giãn nở? Tại sao đợt này thị trường biến động thế này hay thế kia? Tôi chỉ trả lời đơn giản rằng với mọi nhà đầu tư, đó là thị trường đang mất thanh khoản, thế nên xảy ra những giá trị như vậy trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng khi thị trường mất thanh khoản, không phải lúc nào chúng ta cũng phải lao vào trong thị trường. Không phải lúc nào chúng ta phải kiếm tìm các giá trị lợi nhuận cho chính bản thân chúng ta ở trên thị trường. Chúng ta phải biết rằng mỗi một thời điểm chúng ta sẽ cần phải có những giá trị điều chỉnh khác nhau. Bản thân chúng ta là những nhà đầu tư, khi chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex thì chúng ta phải thích nghi được với cả thị trường và chúng ta phải sử dụng mọi giá trị kiến thức, mọi giá trị về vấn đề kinh nghiệm ở trên thị trường và mọi vấn đề chúng ta đã trải qua ở trên thị trường giao dịch Forex để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá và chúng ta đưa ra những giá trị nhất định cho bản thân chúng ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải tham gia vào giao dịch, không phải lúc nào chúng ta cũng phải lao vào trong thị trường để chúng ta đánh, không phải lúc nào chúng ta cũng phải tìm hết cặp này đến cặp khác để chúng ta giao dịch ở trên thị trường. Đấy là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý khi tìm đến các vấn đề tín hiệu ở trên thị trường giao dịch Forex
hoặc khi nhìn nhận về mọi giá trị ở trên thị trường. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng các bạn không hiểu mà các bạn lao vào trong thị trường thì các bạn phải trả giá. Đó là điều hiển nhiên ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư nên nhớ rằng thị trường giao dịch Forex, nhà đầu tư phải nhìn vào những biến động và để nhà đầu tư điều chỉnh về những giá trị biến động này trên thị trường. Nhà đầu tư muốn tồn tại được thì bản thân các bạn phải thích nghi qua những trạng giao dịch ở trên thị trường và phải nhìn nhận được ra những vấn đề ở trên thị trường giao dịch Forex để làm sao các bạn hiểu và đúc kết cho các bạn những giá trị để các bạn có thể tồn tại được ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Chứ không phải chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex chúng ta để mờ mắt đi bởi vì những giá trị được gọi là lợi nhuận mà bản thân chúng ta còn không kiểm soát, bản thân chúng ta còn không đánh giá, bản thân chúng ta còn chẳng thể nào hiểu được nổi là có giao dịch được thật sự hay là không ở trên cái khi mà chúng ta lao vào trong thị trường. Đấy là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Đấy là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá. Tôi chia sẻ để cho nhà đầu tư hiểu rõ về vấn đề này. Tại sao thị trường mất thanh khoản? Các bạn cần phải lưu ý, nhìn nhận, cần phải lưu ý, tìm hiểu. Các bạn phải gì nhờ? Sống ở tại từng cái khoảng thời gian nào thì sẽ có những giá trị để cho chúng ta nhìn nhận, để chúng ta hiểu là tại sao những thời gian đấy nó lại xảy ra những vấn đề như vậy. Ví dụ như đợt này đang xảy ra được gọi là COVID-19. Thế nên khi các bạn tham gia vào, các bạn sẽ thấy là thị trường đóng cửa vì vấn đề này ở trên thị trường giao dịch Forex. Thế nên mọi nhà đầu tư cần nên tránh trong vấn đề nạp tiền tiếp tục vào trong thị trường. Tôi chia sẻ để nhà đầu tư nên đi chậm lại để nhà đầu tư hiểu rõ về mọi vấn đề ở trên thị trường. Chứ không phải khi các bạn tham gia vào, các bạn cứ lao vào giống như bọn IB trên sàn và bọn đi ra dạy ở trên thị trường giao dịch Forex. Bọn nó chỉ nói với cả chúng ta rằng, thị trường này là gì nhỉ? Ngày nào cũng phải kiếm tiền, ngày nào cũng cho chúng ta cơ hội. Xin lỗi nhà đầu tư, những cơ hội như vậy ở trên cái thị trường giao dịch Forex này thì các bạn sẽ chỉ là gì nhỉ? Những cơ hội ném tiền ra trên thị trường giao dịch Forex mà thôi. Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư phải hiểu. Chờ anh tí anh đăng like. Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư cần phải hiểu rõ và để đi chậm lại, cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá. Chứ không phải khi các bạn tham gia vào, các bạn chỉ mờ mắt về vấn đề này. Đó, thì các bạn thấy rõ, khi các bạn giao dịch được, thì mọi biến động ở trên thị trường các bạn cũng có thể vận dụng, cũng có thể tạo được ra cho bạn cơ hội. Các bạn không biết giao dịch thì xin lỗi nhà đầu tư, mọi giá trị kiến thức đó chỉ đều là kiến thức suông và mọi giá trị mà các bạn vận dụng vào trong thực tế chỉ đều là giúp cho các bạn ném tiền ra ngoài vấn đề thị trường này mà thôi. Tôi chia sẻ để các bạn hiểu rõ, nhà đầu tư phải hiểu rằng pro trader hay á quân Forex thế giới hay là chuyên gia Forex thế giới mà không giao dịch được thì cũng chỉ là những thằng lừa đảo ở trên cái thị trường giao dịch này mà thôi. Đó, thì đấy, nhà đầu tư tự đưa ra cho bản thân chính các bạn những giá trị nhìn nhận khác nhau ở trên thị trường. Tôi là chủ của SI đào tạo forex.com và tôi là Trần Quốc Minh. Tôi chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Và tất cả trong suốt thời gian cả quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex, tôi luôn luôn chứng minh bằng thực tế để cho nhà đầu tư theo dõi và đánh giá. Và mọi diễn biến ở trên thị trường đều có bản thân tôi trải nghiệm ở trên thị trường để gửi đến nhà đầu tư và cho cộng đồng thấy rõ về những giá trị thực tế này trên thị trường. Và nhà đầu tư có thể nhìn nhận và tự đưa ra những giá trị khác nhau để mà gì nhỉ? Cho cái con đường mà các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex. Tất cả trên thị trường giao dịch Forex này, nếu mà gì nhỉ? Nói suông là những người không bao giờ chứng minh được bằng thực tế. Nếu mà gì nhỉ? Chỉ sử dụng mõm để chia sẻ về vấn đề giao dịch đầu tư, xin lỗi nhà đầu tư, thì không ai dám chứng minh thực tế bằng chính những giá trị xuyên suốt thời gian của cả quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex như bản thân tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua để cho nhà đầu tư thấy rõ. Và tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Cho nhà đầu tư theo dõi và đánh giá và mọi diễn
Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh bằng thực tế trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân tôi và trung tâm đào tạo Forex để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá và theo dõi về các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện á quân Forex, pro trader hoặc chuyên gia Forex hoặc viết sách hoặc chia sẻ kiến thức ở trên thị trường mà không chịu chứng minh về những giá trị giao dịch thực tế và chứng minh về toàn bộ những giá trị tài khoản của bản thân họ cho mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Xin lỗi nhà đầu tư, những kẻ chỉ nói mồm và dùng mõm để giao dịch hoặc là để chia sẻ. Xin lỗi nhà đầu tư, những kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo ở trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi chia sẻ để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận, tôi chia sẻ để mọi nhà đầu tư cùng thấy rõ mọi giá trị này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường này không có chuyện là dễ và cũng chẳng có chuyện là đơn giản. Chỉ có dễ là dễ mất tiền và đơn giản là các bạn sẽ phải tan ra bại sản khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư phải hiểu rằng khi các bạn muốn thành công thì người thầy của các bạn phải chứng minh về mọi giá trị cho các bạn theo dõi trực tiếp những giao dịch của bản thân họ, phải ngồi trực tiếp chơi với cả bản thân họ để xem họ vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế. Có như vậy chúng ta mới có thể nhìn nhận, có như vậy chúng ta mới có thể đánh giá. Và sự theo dõi giao dịch trực tiếp này ít nhất phải từ 6 tháng đến 1 năm để nhà đầu tư nhìn nhận và tập luyện, định hình để dần dần điều chỉnh và theo dõi các giá trị mà của bản thân, cái người thầy họ người vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thì dần dần các bạn mới có thể vận dụng, áp dụng cái phương pháp, kiến thức đó vào trong thị trường và điều chỉnh được cái tâm lý của bản thân các bạn. Tôi luôn luôn chia sẻ để cho nhà đầu tư hiểu rõ. Tôi gửi đến nhà đầu tư liên tiếp về những giá trị giao dịch thực tiễn của bản thân mình trên thị trường để nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá và tự đưa ra cho bản thân các bạn những giá trị ở trên thị trường này để cho các bạn tìm hiểu cho nó đúng và đánh giá được rõ mọi giá trị ở trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường này không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong là có thể ra ngoài giao dịch được. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những câu cửa miệng của những thằng lừa đảo trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi mong muốn rằng mọi nhà đầu tư hãy nhìn vào trong thực tế, hãy đánh giá về rõ những giá trị mà của những cái người được gọi là á quân Forex, pro trader hoặc chuyên gia Forex. Họ phải chứng minh cho chúng ta thấy rõ về những giá trị và những cái kiến thức và những cái thành quả của bản thân họ bằng thực tế để cho các bạn nhìn nhận. Có như vậy thì đó mới là thước đo giá trị nhất để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá, thấy rõ được năng lực của họ. Tuyệt đối chúng ta không xem bất kỳ một hình chụp nào bằng điện thoại. Tuyệt đối chúng ta không xem bất kỳ một giá trị nào bằng lời nói hoặc là bằng dùng mồm, dùng mõm hoặc là kể về thành công mà không có giá trị về căn cứ để chúng ta nhìn nhận, căn cứ để chúng ta đánh giá, căn cứ để chúng ta theo dõi và thẩm định về giá trị đó. Ở trên thị trường đầu tư chỉ có một thứ duy nhất để cho các bạn nhìn nhận, đó là những con số bằng thực tế. Tất cả phải bằng thực tế để cho các bạn nhìn và hiểu rõ được mọi giá trị. Kiến thức không có kiến thức nào đúng và chẳng có kiến thức nào sai. Quan trọng nhất là người ra vận dụng kiến thức đó có được vào trong thị trường hay không. Ai cũng có thể chia sẻ, ai cũng có thể hô hào bản thân họ thành công, ai cũng cho rằng bản thân họ là thế này hay thế kia trên thị trường. Nhưng có một điều duy nhất ở trên thị trường giao dịch Forex này, đó chính là có giao dịch được hay không, đó mới là giá trị để chúng ta nhìn nhận, đó mới là giá trị để cho chúng ta đánh giá. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chúng ta thấy rõ được những giá trị này ở trên thị trường giao dịch Forex. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi chia sẻ và mong muốn rằng tất cả những ai đang tham gia tìm hiểu về thị trường đầu tư hãy đi thật chậm, nhìn lại mọi giá trị, chứ đừng có mà lao vào trong thị trường để ăn những bánh vẽ về giá trị lợi nhuận mà bản thân các bạn còn không kiểm soát được và chưa định hình được những giá trị đó ở trên thị trường này là như thế nào. Xin lỗi nhà đầu tư, sự trả giá sẽ rất là đắt nếu mà bản thân các bạn không kịp hiểu và gì nhỉ, nhìn nhận ra được giá trị và chỉ lao theo với cả những bánh vẽ của những kẻ không có năng lực thật sự ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư, tôi minh chứng bằng thực tế để gửi đến nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp này trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex và của bản thân tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, gửi đến nhà đầu tư theo dõi nha.
khi bên em cao hơn và dần lòng mình nó sẽ sợ phải mây rồi nha. Thì đấy, tôi chia sẻ đến nhà đầu tư để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá về các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Tôi mong muốn sao trên cái con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn phải nhìn nhận, phải đánh giá và phải thấy rõ được trực tiếp từ chính những cái người đứng ra chia sẻ ở trên thị trường. Họ mà không chứng minh được những giá trị mà bản thân họ chia sẻ trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, thứ đó chỉ là thứ lừa đảo ở trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường và đạt được nhiều giá trị trên thị trường giao dịch Forex. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh bằng thực tế trên chính những tài khoản của bản thân tôi trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và bản thân tôi ở trên thị trường để gửi đến nhà đầu tư, để mọi nhà đầu tư có thể theo dõi, nhìn nhận và tự đưa ra những giá trị cho bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex phải nhìn nhận, phải đánh giá và phải thấy rõ được những giá trị thực tiễn ở trên thị trường. Không có chuyện thị trường này được gọi là đơn giản, chẳng có chuyện thị trường này được gọi là dễ. Chỉ có những thằng lừa đảo trên thị trường này mới nói rằng thị trường này là dễ và đơn giản. Xin lỗi nhà đầu tư, ở trên thị trường này tất cả những ai không chứng minh được bằng thực tế chỉ là những kẻ ăn tục nói phét và những kẻ sử dụng mồm và mõm nói về thành công của bản thân chúng ở trên thị trường. Giao dịch được thì phải chứng minh về những chính những giá trị của bản thân chúng ở trên thị trường này được. Đấy là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá và cần phải thấy rõ thực tiễn từ chính những người được gọi là thầy dạy, từ chính những người được gọi là á quân Forex hoặc là chuyên gia Forex hoặc là role trader hoặc viết sách hoặc là gì nhỉ? Nói với cả các bạn rằng họ có kinh nghiệm ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tất cả mọi giá trị không được chứng minh bằng tài khoản, không được chứng minh bằng giao dịch thực tế, xin lỗi nhà đầu tư, chỉ là những giá trị chia sẻ đều, chỉ là những giá trị của kiến thức đều ở trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chứng minh, mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, có thể đánh giá và có thể thấy rõ được khi mà gì nhỉ? Tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường và gặt hái được nhiều giá trị và nhìn nhận cho nó đúng tất cả những giá trị của thực tiễn ở trên thị trường trước khi mà các bạn lao vào trong thị trường giao dịch Forex này. Ở trên thị trường giao dịch Forex, nhà đầu tư phải nhìn thấy một vấn đề và phải hiểu cho được một vấn đề này. Khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, không có chuyện ăn sổi ở thì một hai bữa là đòi có thể giao dịch, có thể là vận dụng, có thể tạo được ra lợi nhuận trên thị trường. Đấy là điều ấu trĩ mà của những thằng bệnh hoạn trên thị trường này, nó đã tiêm nhiễm vào trong đầu nhà đầu tư và để cho nhà đầu tư nghĩ rằng thị trường này dễ mới cả đơn giản. Chẳng có chuyện vừa học xong là có thể tạo được ra lợi nhuận, chẳng có chuyện lao vào trong thị trường này chưa học xong thì tiền đã về, hoặc là gì nhỉ, đang học thì tiền về ngay tại lớp. Đó là những giá trị của những thằng lừa đảo bịp bợm ở trên cái thị trường giao dịch Forex này, đang lừa dối nhà đầu tư và gì nhỉ,
đang tạo ra những bánh vẽ lợi nhuận vô giá giá trị để thuốc nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi chia sẻ để nhà đầu tư thấy rõ, tôi chia sẻ để nhà đầu tư hiểu và tỉnh táo, nhìn nhận và điều chỉnh cho nó đúng mọi giá trị ở trên thị trường. Tôi xin chân thành mong muốn rằng mọi nhà đầu tư hãy nhìn vào thực tế của bản thân tôi, chứng minh trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả một quá trình dài phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex để gửi đến cộng đồng, để cho cộng đồng nhìn thấy và đánh giá trực tiếp được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn bộ các nhà đầu tư và xin chúc tất cả các nhà đầu tư giao dịch thành công ở trên thị trường và gặt hái được nhiều giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhìn nhận và tự đưa ra những giá trị cho bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Bản thân các bạn khi tham gia website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh cho mọi nhà đầu tư thấy về mọi giá trị kiến thức của bản thân tôi trên thị trường trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex với những giá trị chia sẻ liên tục trên thị trường trong suốt nhiều năm qua. Mọi nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện đơn giản và dễ như những gì mà những thằng áo quân Forex hoặc là role trader hoặc viết sách hoặc là những bọn tự nhận là chuyên gia Forex trên thị trường chia sẻ đến nhà đầu tư. Trên thị trường này chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản là các bạn sẽ phải tan ra bại sản khi mà các bạn không chịu nhìn nhận về những giá trị mà các bạn không có kiểm soát được khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư phải hiểu và phải nhìn nhận cho nó đúng tất cả mọi giá trị mà các bạn đang tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư nên nhớ rằng ở trên thị trường này không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, không có chuyện đang học thì tiền về ngay tại lớp hoặc học xong là có thể ra ngoài giao dịch được ngay. Xin lỗi nhà đầu tư, chỉ có những thằng lừa đảo, những thằng bịp bợm mới tô điểm cho nhà đầu tư những bánh vẽ được gọi là siêu lợi nhuận như vậy ở trên thị trường để nhà đầu tư lao vào để cúng tiền của bản thân các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mà thôi, tôi chia sẻ đây để nhà đầu tư hiểu và nhìn nhận cho thật rõ. Mọi giá trị kiến thức, mọi giá trị của phương pháp ở trên thị trường đều có những giá trị riêng. Quan trọng nhất là bản thân nhà đầu tư đó, họ có khả năng nhìn nhận, họ có khả năng vận dụng và họ có khả năng đánh giá rõ về tất cả những giá trị mà họ đang được học và đang được vận dụng vào trong thực tế. Điều đầu tiên họ muốn đánh giá được và họ muốn nhìn nhận, họ muốn đánh giá được về những giá trị đó thì cái người được chia sẻ họ phải vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế trong suốt thời gian dài liên tiếp. Ít nhất nhà đầu tư phải nhìn thấy cái người thầy của bản thân mình vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế xuyên suốt trong thời gian ít nhất phải từ 6 tháng cho đến 1 năm. Thì lúc đấy cũng song song với vấn đề nhà đầu tư nên tập luyện ở trên thị trường để nhìn nhận và đánh giá. Xin lỗi nhà đầu tư, thầy ra ngoài đi dạy mà không chịu vận dụng, không chịu áp dụng và không chịu giao dịch cho bản thân học viên nhìn nhận và đánh giá. Xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là kẻ lừa đảo ở trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Nhà đầu tư nên nhớ rằng người thầy thì phải có trách nhiệm minh chứng thực tế kiến thức vào trong thị trường để cho nhà đầu tư tìm hiểu và thấy rõ được các giá trị kết quả vận dụng áp dụng vào trong thực tế, cũng giống như những tâm lý diễn biến ở trên thị trường và những cách xử lý tình huống ở trên thị trường giao dịch Forex này. Thầy mà không chịu vận dụng, không chịu áp dụng, không chịu chơi thực tế cho chúng ta xem rõ được những cái kết quả trên thị trường thì làm sao mà bản thân chúng ta có thể áp dụng, vận dụng để tạo được ra giá trị lợi nhuận ở trên thị trường.
Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi chia sẻ để cho các bạn hiểu rõ, tôi chia sẻ để cho các bạn thấy rõ được đâu là những kẻ lừa đảo trên thị trường và những người thật sự có khả năng giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì mà nhà đầu tư có thể thấy rõ đây, hãy yêu cầu tất cả những người được gọi là pro trader hay á quân Forex thế giới hay là chuyên gia Forex, hãy chứng minh bằng thực tế như chính bản thân Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, đã chứng minh liên tiếp trong thời gian nhiều năm, nhiều tháng qua ở trên thị trường. Có như vậy thì bản thân các bạn mới hiểu và tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn bộ mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Giá trị kiến thức, mọi giá trị phương pháp ở trên thị trường đều có những giá trị. Xin chân thành cảm ơn toàn bộ mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi tiếp livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi giá trị thực tiễn trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex và bản thân những kiến thức của tôi vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tế để nhà đầu tư có thể theo dõi, nhìn nhận và đánh giá được các giá trị này. Tất cả những giá trị chúng tôi chia sẻ đều là những giá trị chúng tôi phải chứng minh trong suốt thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá, tất cả đều có cơ sở để chứng minh cho nhà đầu tư theo dõi và nhìn nhận. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ và hiểu rõ được các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ và chẳng có chuyện là đơn giản, chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản là chính bản thân các bạn sẽ phải tan ra bại sản khi các bạn không chịu nhìn nhận cho đúng vấn đề. Không có chuyện á quân Forex hay pro trader hoặc là chuyên gia Forex hoặc là viết sách ở trên thị trường và những người được gọi là có kinh nghiệm trên thị trường giao dịch Forex này mà không chịu chứng minh bằng thực tế để cho chúng ta cùng nhìn nhận, cho chúng ta cùng đánh giá. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những thằng như vậy trên thị trường đều là những thằng lừa đảo mà thôi. Đó chính là những giá trị mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá. Tôi chia sẻ để cho các bạn hiểu rõ và tôi chia sẻ để cho các bạn thấy rõ về những tác hại nguy hiểm ở trên thị trường bởi những kẻ lừa đảo không có khả năng giao dịch đã thúc chết rất nhiều nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư nên nhớ rằng không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong thì có thể ra ngoài giao dịch ngay lập tức được. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu mà dễ dàng như vậy thì tại sao những thằng thầy ra đi dạy không chịu chứng minh bằng thực tế để cho chúng ta nhìn nhận, để cho chúng ta thấy rõ và cho chúng ta hiểu được rằng kiến thức đó, bản thân những kẻ đó có vận dụng, áp dụng được vào trong thực tế hay không? Đó mới là vấn đề để cho các bạn hiểu được rằng năng lực của người thầy đó đến như thế nào và phương pháp đó vận dụng vào trong thực tế để tạo được ra lợi nhuận như thế nào trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư cần phải biết rằng mỗi một phương pháp đều cần phải có cả một quá trình để mà vận dụng, áp dụng vào trong thực tế, để mà điều chỉnh, để mà hoàn thiện, chứ không phải tự dưng ở trên trời rơi xuống khi mà các bạn lao vào trong này học 2-3 bữa là các bạn ra ngoài có thể mở tài khoản giao dịch. Xin lỗi nhà đầu tư, chúng nó chỉ lừa đảo nhà đầu tư mà thôi. Đó chính là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý và cần phải biết khi tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này. Chứng minh đó là một giá trị mà nhà đầu tư khi mà bước vào trong thị trường về đầu tư, về bất kỳ một kênh đầu tư nào, thì nhà đầu tư cần phải yêu cầu chứng minh ở trên chính kênh đầu tư đó. Ví dụ ở trên kênh đầu tư coin thì cũng phải có tài khoản giao dịch coin, kênh về đầu tư chứng khoán cũng phải có về giao dịch chứng khoán, kênh về Forex thì phải có tài khoản giao dịch Forex và những lệnh giao dịch Forex trực tiếp ở trên thị trường. Đó mới là cơ sở, là thước đo để chúng ta nhìn nhận về bất kỳ một ai thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. Để mà thành công bằng mồm, để giao dịch bằng mõm, để mà sâu bằng điện thoại, xin lỗi nhà đầu tư nhăm nhảm ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhưng để chứng minh bằng thực tế, để mà thấy rõ được năng lực thực sự ở trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, đó là điều mà rất ít nhà đầu tư có thể thấy được khi mà gì nhỉ? Những kẻ được gọi là thầy dạy, những kẻ được gọi là á quân Forex, những kẻ được gọi là chuyên gia Forex, hoặc những kẻ được gọi là nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường
không bao giờ dám chứng minh cho chúng ta, hay những bọn bắn tín hiệu ở trên thị trường. Tất cả chúng chỉ dùng mồm, dùng mõm và sử dụng tài khoản demo chụp ở trên điện thoại để thuốc chết nhà đầu tư mà thôi. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ, tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư hiểu rõ về những giá trị này với mong muốn rằng bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex cần phải đi chậm lại để nhìn nhận cho nó đúng mọi giá trị, cần phải đi chậm lại để tìm hiểu cho đúng các giá trị về kiến thức, cần phải đi chậm lại để nhìn nhận cho đúng về mọi giá trị năng lực ở trên thị trường của chính bản thân các bạn đã kiểm soát được chưa, hay là gì nhỉ, còn thiếu, hoặc là kinh nghiệm của bản thân các bạn đã đến đâu khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này, các bạn sẽ đi được đến cái đích của sự thành công, chứ không phải là đi đến cái đích của vấn đề là ném tiền hay vứt tiền hay là đốt tiền ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất dám chia sẻ và chứng minh bằng thực tiễn trên thị trường này trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của website đào tạo Forex. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và mời các bạn theo dõi live stream trực tiếp này. Dài nha. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư